Phải, tôi mệt mỏi lắm, rất là mệt mỏi. Tất cả là tại anh hết á. Tôi đã làm gì có lỗi với cô hả? Anh có lỗi với tôi thì dễ dàng cho tôi biết mấy. Anh tốt với tôi làm gì? Đừng có tốt với tôi. Anh làm ơn đi, đừng có tốt với tôi nữa. Cô ấy nói vậy là có ý gì? Tại sao lại mệt mỏi vì mình? Tại sao lại xin mình được tốt với cổ? Hay là tại mình nói chuyện kêu cô ấy vô làm ở công ty? Với một đứa mới ra trường chưa có chút kinh nghiệm nào giống như tôi, nếu xin vào làm ở một công ty may mắn lắm thì lương cũng từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, hết chi phí tiền nhà, ăn uống, xe cộ, mỗi tháng không dư được đồng nào. Mà tôi thì lại rất cần tiền trong lúc này. Mẹ tôi vừa mới mổ tim, cần rất là nhiều tiền. Bây giờ vẫn phải tiếp tục thuốc men bồi bổ. Nếu như bây giờ tìm việc đúng nghiệp vụ của mình, tôi e sẽ không lo cho mẹ được chu toàn. Cái cô này thiệt tình. Mình đã nói là sẽ đảm bảo thu nhập không thua kém mà còn không hiểu sao? Hay là mình kêu Thanh Vân có thể sống ở nhà mình sau giờ làm gì? Như vậy cô ấy sẽ không tốn kém các khoản chi tiêu khác, mà em gái của mình cũng được vui vẻ. Cũng không được, người tự trọng như cô ấy chắc sẽ không chấp nhận điều này đâu. Giả lại, cho dù là tạm thời cô ấy lui tới nhà của mình thì sẽ tới lúc nào đó cũng phải rời đi thôi. Vì lúc cô ấy lấy chồng chắc hẳn. Thôi, tới đâu hay tới đó vậy. Mình sắp phải rời xa khỏi nơi này, đáng lẽ mình phải vui mừng mới đúng chứ, sao mình lại thấy bâng khuâng buồn bã như vậy? Chị Hai ơi, chị gì Hai em? Chị Hai, ở đằng kia có mấy con bướm bướm đẹp lắm á, nhưng mà em nghe lời chị, em chỉ chơi với nó thôi à, em không có làm hại nó, em không có làm hại gì hết á. Ừ. Em chơi tiếp nha. Phải rồi, mình buồn vì sắp phải xa Mỹ Ngọc, xa dì Tư, xa bác gái và cả ngôi nhà này nữa. Và con người lạnh lùng đáng ghét kia. Nhưng sao mình lại không buồn vì chưa hoàn thành nhiệm vụ? Mình thật là vô trách nhiệm. Chị Hai, chị Hai. Hả? Em có cái bông hoa đẹp lắm nè, tặng cho chị nha. Đây, em đeo cho. Chị dịnh đi. Chị đẹp chưa? Chị đẹp quá à. Chị đẹp giống như là công chúa vậy đó. Vậy sao? Đâu, để chị coi thử coi. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đẹp không, đẹp không? Quá. Trời ơi, nhìn chị đẹp dữ ta. Đẹp như công chúa luôn. Em ngồi xuống đây. Còn đây là của em. Em là công chúa bé. Em là công chúa bé. Chị là công chúa bự. Công chúa bự.
Nhưng mà em coi thử coi đẹp nè, không? Nè, em coi thử đi nè. Ý, đẹp quá à. Đẹp không? Chị ơi, ừ? Mình chụp hình đi. Được, chụp nha. Rồi. Duyên dáng lên nào. Chờ chị một chút. Ơ, đang chụp hình mà chị đi đâu vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Bông héo bây giờ. Nhanh lên chị ơi. Ý, chị ra rồi kìa. Tên, tên. Đây. Yeah. Ủa, cái này là cái gì vậy? Cây selfie. Đã sẵn sàng phục vụ quý cô xinh đẹp. Ê, em thấy mình ở chổng kìa. Đúng rồi, thấy rộng hơn chứ đúng không nè. Tạo dáng với chị nha. Cách làm việc của cậu rất hợp ý của tôi. Nhưng nếu chúng ta không tìm được nguồn đầu tư lớn và ổn định thì mọi cố gắng cũng không đem lại kết quả mong muốn đâu. Cho nên trọng trách của cậu hiện nay là tóm lấy bà Thoa và vợ chồng ông Long. Đây là những đối tác lớn của Phát Đạt. Nếu nắm được hai nhân vật này sẽ làm cho Phát Đạt điều đứng đó. Cậu không được quên điều này. Dạ, cháu nhớ rồi. Cậu có thời gian đi ăn trưa với tôi không? Dạ, chắc là hẹn chú khi khác. Tại lát nữa cháu có hẹn với bên môi giới. Được, được. Cậu cứ lo việc của cậu đi. Cố gắng nha. Cái ghế phó chủ tịch đang đợi cậu đó. Dạ, cảm ơn chú. Alo. Anh nghe nè. Em có chuyện gấp lắm. Cần gặp anh để trao đổi. Hay là lát nữa mình gặp nhau nha anh. Sao anh bận rồi hả? Em thật sự rất cần gặp anh đó. Vậy anh sẽ sắp xếp gặp em sau 15 phút nữa. Có được không em? Được chứ. Bây giờ em tới đó liền nha. Em chuẩn bị xong hết rồi. Chút nữa mình gặp nha. Dạ. Chắc anh ta không nghe được mình nói gì đâu. Không phải lo gì hết. Cô có gì muốn nói sao? Tôi muốn xin phép đi ra ngoài một chút. Cô hẹn hò với ai mà thỉnh thoảng lại ra ngoài vào ban đêm vậy? Chuyện đời tư của tôi có cần phải khai báo tỉ mỉ với anh không? Tất nhiên là không. Tôi chỉ lo cho cô thôi. Con gái ra đường một mình vào buổi tối dễ gặp phải bất trắc lắm. Cảm ơn anh. Tôi lớn rồi, anh không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi nói rồi, tôi không có hơi sức đâu mà lo cho người dân. Chẳng qua bây giờ em gái tôi dường như gắn liền với cô. Cô mà xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới em gái của tôi. Cho nên tôi mới phải nhắc nhở vậy thôi. Anh an tâm, tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi. Tôi đã xin phép. Bây giờ tôi đi đây. Nhưng mà
Xong chưa vậy ông? Xong rồi, yên tâm đi. Làm trời cái gì ơi, mà lâu lắc, nấu mấy món à, mà chậm vậy đó. Nấu có ngon vậy? Trời ơi, sao ngon, bà giỡn hoài. Nè, tôi nấu cho bà ăn mười mấy 20 năm nay, bà không nhớ sao? Bà không tin phải không? Nè, thử coi. Nè. Thổi. Thử đi. Miệng, thổi. À, quên, thổi, thổi. Rồi. Đó, được không? Được. Trời ngon. Ơi, bà yên tâm. Chỉ được cái giỏi này thôi. Ủa, mà Tiểu Quyên nó về chưa vậy? Chưa, nó đi sao chưa về vậy ta? Sao lâu quá. Chú Thiểm ơi, con về rồi nè. À, con mới về. Nhỏ này chết linh lắm nghe. Mới nhắc là nó về liền hà. Vô duyên quá chú này. Con thấy Thiểm giới thiệu cho con cái chỗ xì ba đó, con có ưng ý không? So good, so beautiful. Oh, hèn gì, con trẻ con đẹp mà trẻ lên mấy tuổi luôn đó. Chú có cần công phụ gì không? À, thôi khỏi, chú làm hết rồi. Một mình chú ừ, mà làm hết cái này chứ sao? Trời ơi, chuyện nhỏ. Really? Ok. Chú con á, được cái là rất là giỏi về nội trợ dữ lắm. Thấy chưa? Ông đó nha. Hả? Coi đi. Gì? Đi tắm rồi thay đồ đi, để khách người ta tới. Ăn mặc kiểu này hôi rình đó. Thiếp. Trời ơi, có gì đâu. Tiếp cứ mình thằng Khiêm mà, hơi đâu thay đồ chỉ cho nó cực bà. Nói thì cứ làm theo. Trả chiêu hoài. Rồi. Thiếp, rồi. Con, bộ có ai nữa hả? Làm con hồi hộp quá. Rất là hồi hộp. Bí mật một xíu người sẽ biết. Con, con với Thiếm lên đầu đi nha. Nha. Dạ. So good, so beautiful. Really? Mà nghĩa là gì ta? Bữa nay anh đẹp quá à, lại còn thơm nữa. Chỉ là tiệc tùng xã giao thôi. Em cũng thừa biết là anh đâu có thích kiểu tiệc tùng này. Chẳng qua là vì công việc cho nên bắt buộc phải vậy thôi. Nhưng mà nhìn anh như vậy á hả? Em thấy anh càng đẹp trai. Ôi, nhưng mà anh có như vậy á hả? Em không thể rời xa anh được đâu. À, em nói có chuyện quan trọng cần phải nói mà. À, đúng rồi. Em sắp phải rời khỏi ngôi nhà đó. Anh báo lại với phía công an là nhiệm vụ này em không thể hoàn thành được rồi. Tại sao? Em không muốn giúp đỡ anh nữa hả? Không phải là em không muốn giúp, mà là tại vì anh ấy buộc em thôi việc á. Em làm gì khiến anh ta nghi ngờ hay sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà anh ta nói với em á, là nếu mà em ở lại lâu thì em gái của anh ta sẽ càng thêm quyến luyến em. Anh ta buộc em phải thôi việc ngay giờ? Không, anh ta nhờ em á, là chuẩn bị tâm lý cho Mỹ Ngọc. Khi nào Mỹ Ngọc sẵn sàng chấp nhận á, thì khi đó em mới rời khỏi nhà anh ta. Vậy thì em đâu cần phải lo. Đi hay không là do em quyết định mà. Vì mục đích cao cả, người yêu của anh chắc chắn sẽ biết là làm như thế nào để tiếp tục ở lại đó. Ý anh là em phải lợi dụng Mỹ Ngọc hả? Đúng vậy. Không phải con bé khờ khạo đó rất nghe lời em hay sao? Em cứ giả vờ làm theo những gì anh ta muốn, khuyên nhủ con bé, nhưng thật ra là để cho con bé không chịu rời em. Nhưng anh biết là em không thể lợi dụng một người kém may mắn, lợi dụng một người tin tưởng mình như vậy mà. Anh hiểu em đang nghĩ gì. Anh biết yêu cầu một cô gái lương thiện cho em làm điều đó là hơi nhẫn tâm, nhưng biết làm sao được. Có thành công nào mà không xây đắp bằng những hy sinh. Ngay từ đầu khi em vào nhà đó, chúng ta đã lợi dụng cô bé đó rồi.
Anh nói đúng, em đã lợi dụng con bé ngay từ lúc đầu mà. Cho nên bây giờ em đừng băn khoăn nữa. Hãy nghĩ tới mục đích cuối cùng của em. Cũng trễ rồi, anh đưa em về nghe. Cái hình này đẹp nè, dễ thương quá à. Ê, cái hình này khó chụp lắm nha. Chị hai chỉ làm vậy nè. Mình làm được. Ê, còn cái này nữa. Công chúa nhỏ, anh hai vô được không? Được rồi, anh hai vô đi, vô đi. Anh hai ngồi đây nè. Ngồi xuống đây em cho anh hai coi cái anh này nè. Anh hai cảm ơn Mỹ Ngọc. Có gì vậy? Nè nè, coi đi anh hai. Hình này là chị hai chụp với em đó. Anh hai nhìn đi, coi có đẹp không? Trời đất ơi, hai chị em làm cái trò gì đây? Chị hai nói chụp hình như vậy mới dễ thương. Anh hai thấy có dễ thương không? Ừ, đúng là dễ thương lắm. Anh hai thấy chị hai dễ thương chưa? Ừ, dễ thương. Dễ thương lắm, xinh đẹp nữa. Đó, vậy mà em nói chị hai không tin. Anh hai cũng thấy chị hai dễ thương đúng không? Ừ. Chị hai rửa hình cho em đó hả? Dạ, chị hai rửa cho em rồi bỏ vô cuốn album này nè. Chị hai nói là mai mốt chị hai đi làm, có nhớ chị hai thì dở hình ra coi để hết nhớ. Đúng là thành nhân đang chuẩn bị để rời đi. Nhưng mà anh hai ơi, anh hai đừng có để chị hai đi làm nha. Anh hai biểu chị hai ở nhà chơi với em đi. Chị hai mà đi làm á là em buồn dữ lắm á. Nhìn thấy hình cũng không có hết nhớ đâu. Đừng có để chị hai đi làm nha anh hai. Mỹ Ngọc à, chị hai phải đi làm. Có như vậy chị hai mới thấy hạnh phúc được. Không đúng, chơi với em chị hai cũng thấy hạnh phúc mà. Sao em biết? Bữa trước chị hai chơi với em, rồi chị hai ôm em vào lòng. Nè, giống vậy nè, chị hai nói vậy nè. Ước gì chị hai được chơi với em hoài hoài, không có phải bận lòng lo lắng điều gì khác. Được như vậy á thì chị hai hạnh phúc biết nhường nào. Vậy đó, chị hai nói vậy với em đó. Nếu em thương chị hai thì phải để chị hai đi làm, để chị hai phát huy hết năng lực của bản thân chứ. Nhưng mà em không chịu đâu. Em không có muốn chị hai đi làm. Em muốn ở bên cạnh chị hai hoài hoài luôn. Cho dù chị hai không đi làm thì một vài năm nữa chị hai cũng phải đi lấy chồng. Chị hai đâu thể nào ở mãi bên em được. Được mà, chỉ cần chị hai lấy anh hai làm chồng là em được ở gần chị hai hoài hoài luôn. Em không muốn anh hai cưới chị Thiên Kim làm vợ đâu. Em muốn là chị hai làm vợ anh hai thôi à. Anh hai, cưới chị hai nha anh hai. Mỹ Ngọc nè, à. Nè, nè, em chỉ cho anh hai có cái này nè. Gia đình của mình gồm có Mỹ Ngọc nè, thích ăn kẹo. Còn đây là dì Tư nè. Hồi đó dì Tư ốm nhom ốm nhách bé xíu vậy nè. Rồi anh hai dễ dì Tư bự như vậy. Anh hai nói là muốn dì Tư mập lên cho có sức khỏe. Anh hai nhớ không? Còn đây là anh hai nè, nhớ không? Còn đây là chị hai nè. Đó, nhà mình có à, chị hai về, chị hai cứu em về. anh hai cưới chị hai làm vợ nha anh. Hả? Hai giống như vậy nè, như vậy nè đó. Đi không? Em đừng có nói bậy bạ. Anh hai về phòng đi. Tự nhiên nó nạt người ta. Mỹ Ngọc, ai dạy em nói bậy bạ vậy hả? Em đâu có nói gì bậy đâu. Tại em biểu anh hai em á, đừng có để cho chị đi làm. Em không có muốn xa chị. Anh hai em nói á, là cho dù chị hai không có đi làm thì chị hai cũng phải đi lấy chồng.
không thể nào ở bên cạnh em hoài được. Cho nên là em muốn anh hai với chị hai lấy nhau, để em ở cạnh hai người hoài hoài luôn. Em có nói bậy chỗ nào đâu. Phải rồi. Bà cô của tôi ơi, Mỹ Ngọc không có nói bậy chút xíu nào hết á. Em nói đúng lắm. Ai dám nói em là con nít chứ. Nè, em lớn rồi đó. Đây nè, em cao bằng chị luôn nè. Thấy chưa, cái này là em cao hơn chị luôn đó. Vậy mà tự nhiên nạt người ta làm sợ muốn chết luôn vậy đó. Mỹ Ngọc, hồi nãy anh hai em có coi hình này không vậy? Dạ có. Anh hai nhìn tấm hình này lâu ơi là lâu luôn. Anh hai còn khen chị hai là xinh đẹp dễ thương nữa đó. Coi tấm hình này hả? Dạ đúng rồi. Còn khen dễ thương nữa hả? Đúng luôn. Trời ơi, bộ anh hai em bị bệnh hả? Quá trời hình đẹp không coi. Đi coi cái hình. Anh hai em bị bệnh hả? Thôi chết, để đi coi anh hai. Ê, đừng kêu. Cậu ta tới kìa. Vô đây. Dạ, con chào chú. Vô đây. Cậu dạ. Kim tới rồi. Dạ, con chào mọi người. Con xin lỗi, chị cần xe nên con tới trời. Không sao. How are you? Chị nói gì vậy? Tôi hỏi cậu này là ai? Tôi giới thiệu. Đây là cháu Kim. Đối tác làm ăn với vợ chồng tôi đó. Nhưng mà vợ chồng tôi coi cháu như là người nhà. Dạ. Vậy hả? Chào con. Còn đây là cô Bích, bạn thân của cô đó. Dạ. Mới từ ở Mỹ về. Hi. Dạ. Bonjour. Dạ. Rất vui được gặp cháu. Cháu đây cũng cỡ tuổi con trai tôi đó. Thôi. Mình vô phía sau mình ăn đi ha. Để đồ ăn nó nguội lạnh hết rồi. Bắt đầu câu chuyện tiếp ha. Dạ. Vô. Đi. Dạ. Đi chị, dạ. Đi cháu. Đi chị. Dạ. Hôm bữa Thiên Kim có kể cho tôi nghe cái chuyện cổ bị ông bỏ rơi ở Đà Lạt. Nhưng lạ lắm. Lạ gì hả? Lần này không thấy cô ta ấm ức hay là tức giận vì chuyện này. Thật là không giống như là bản tính của cô ấy chút nào hết. Vì cô biết nhà tôi có người bị bệnh, còn giận hờn tức giận gì nữa? Thì đó, lạ là ở chỗ đó. Thiên Kim biết người khiến ông bay gấp từ Đà Lạt về không phải là Mỹ Ngọc, dì Tư hay là bác gái, mà chính là Thanh Vân. Theo như tính khí của Thiên Kim trước giờ, để yên mới là chuyện lạ đó. Không để yên thì làm được cái gì? Tôi với cổ đâu là cái gì của nhau đâu chứ. Tuy không là gì của nhau, nhưng chắc chắn Thiên Kim cũng phải tức giận, ghen hận, làm mình làm mẩy, hoặc ít ra kể lể trách hờn với tôi để xả bớt những áp bức đó. Đằng này cô ta hoàn toàn khác hẳn mới lạ. Có lẽ Thiên Kim đã không còn hy vọng gì ở tôi rồi. Không đâu, tôi nghĩ là Thiên Kim đang dùng chiêu thức khác. Cho dù cô ấy có dùng chiêu trò gì thì cũng không lay chuyển được tôi đâu. Cho nên tôi không có quan tâm. Từ nãy giờ tôi để ý ông quan tâm rất đặc biệt tới Thiên Kim. Mà sao không thổ lộ với người ta đi? Tôi không muốn cướp tình trên tay bạn. Mà bây giờ mối quan tâm của ông đã nghiêng về cô bé Thanh Vân rồi, có đúng như vậy không? Ông lầm rồi. Có hai điều tôi nhắc cho ông nhớ. Thứ nhất, tôi không hề có tình ý gì với Thiên Kim. Thứ hai, Thanh Vân cô ấy sắp rời khỏi đây rồi. Mời. Dạ mời. Dạ mời cô chú. Lộ
Lần này tôi về là để hỏi ý kiến của anh chị và cháu Tiểu Quyên. Chỉ cần anh chị và cháu đồng ý là tôi sẽ bay về Mỹ, chuẩn bị liền. Nói chung là vợ chồng tôi có gật đầu hay là lắc đầu cũng chẳng ăn thua gì đâu. Quan trọng là Tiểu Quyên kìa. Tiểu Quyên nhà tôi á, mà được về làm dâu của gia đình chị á, thì còn gì bằng. Cháu Quân nhà chị á, vừa tuổi trẻ mà vừa tài cao, lại phong độ nữa chứ. Trời ơi, biết bao nhiêu cô gái đeo phải không? Mà vẫn một lòng nhớ đến Tiểu Quyên nhà tôi hả? Thiệt tình, vợ chồng tôi cảm động biết mấy. Thì đó, nó nhất định là phải cưới Tiểu Quyên, chứ không có chịu cưới ai hết á. Tiểu Quyên, ý của con thì sao? Oh my god, Thím, kỳ quá à. Có anh Kim ở đây mà Thím đi nói chuyện này còn ngại ghê á. Trời, có gì đâu mà ngại. Con cũng đâu còn nhỏ nữa đâu. Ba mẹ con á, chỉ muốn con yên nơi yên chỗ mà. Thím biết ba mẹ con không có phân biệt gì đâu. Chỉ cần con á ưng bụng là ba mẹ con gật đầu liền à. Trước giờ con cứ kén chọn hoài, hết chỗ này đến chỗ nọ, Thím không có ý kiến. Nhưng mà lần này con phải chấp nhận cậu Quân, vì cậu Quân là cái chốn để cho con phải tin cậy đó. Thím, cứ từ từ để con suy nghĩ cái đã. Lấy chồng chứ đâu phải ra chợ mua cái gì đâu mà Thím gấp quá à. Phải đó chị, chị cứ để cho Tiểu Quyên từ từ mà suy nghĩ. Cháu cứ thong thả mà suy nghĩ đi. Cô còn ở Việt Nam tới một tháng lận đó, chừng đó thời gian đủ để cho cháu suy nghĩ ha. Thôi, mình lo ăn đi hen. Để lẩu nó sôi quá rồi. Ăn đi Khiêm. Ăn đi. Dạ. Mời chị. Ăn dạ, đi con. Mời anh chị. Mời chị. Ông nhìn nó đi, lo gấp hoài. Chị đã mua rất nhiều truyện tranh cho em. Mai mốt khi mà chị không còn ở đây nữa, mỗi tối em nhớ lấy truyện ra đọc cho dễ ngủ nha. Em không có chịu đâu. Em không có chịu cho chị đi đâu hết đó. Chị phải ở đây với em, kể chuyện cho em nghe. Không có được, đây là nhà của em. Chị không thể nào ở ngoài ở đây được. Chị còn có nhà của chị, còn có mẹ của chị nữa mà. Thì chị cứ đón mẹ đi qua đây ở với em nè. Nhà của em bự lắm, chị muốn ở đâu cũng được hết đó. Nhà em nhiều phòng lắm, chị đừng có đi nha. Em khờ quá đi à. Nè, con người ta sống trên đời không thể làm như vậy được. Mỗi người đều có tổ ấm riêng của mình, không thể nào sống lộn xộn như vậy được, em biết chưa? Vậy sao lâu nay chị sống ở nhà em được mà? Thì đó chỉ là tạm bợ, cuộc sống tạm bợ tạm thời thì sẽ phải kết thúc. Em không chịu đâu. Em không muốn kết thúc gì hết đó. Chị cứ sống tạm thời ở đây hoài hoài luôn nha. Em không có muốn chị hai đi đâu hết đâu. Không có chị hai, em không biết làm gì hết đó. Mỹ Ngọc của chị rất là thông minh, rất là khéo léo, sao mà lại không biết làm gì hết? Không chịu mà. Cái gì em cũng làm được hết mà. Thank you.
Mỹ Ngọc nói không sai. Nếu phải chia xa, nhìn hình chỉ thêm nhung nhớ thôi, chứ làm sao mà hết nhớ cho được chứ. Còn nhớ cái hôm chị bị bệnh không? Lúc đó hả, em đã tự chảy đầu nè, em tự thắt bím cho mình, còn đẹp hơn cả chị làm nữa. Em không nhớ sao? Mỹ Ngọc lớn rồi đúng không nè? Dạ em lớn rồi. Thì đó, lớn rồi phải biết tự lập. Lớn rồi đâu cần có chị ở bên cạnh để làm gì nữa. Em nghe lời chị, mai mốt chị đi rồi, mỗi ngày á thì em phải nên em buồn ngủ rồi. Em không có nghe chị nói nữa đâu. Em muốn đi ngủ thôi à. Em đó, giả bộ ngủ để không cho chị nói nữa chứ gì. Chị biết hết đó nha, không có gạt được chị đâu. Mà thôi, cũng trễ rồi, em ngủ đi, ngày mai mình nói chuyện tiếp nha. Em ngủ rồi, chị đừng có nói chuyện với em nữa. Hôm nay em ngủ, ngày mai em ngủ, ngày mốt em cũng ngủ luôn. Chị chỉ cần ở đây canh em là được rồi. Em ngủ cho chị coi nè. Mình định để Thanh Vân đi hay là giữ cô ấy ở lại đây? Lúc nãy thật ngại với anh. Chú thím của em kỳ quá. Đâu có gì đâu, chuyện bình thường thôi mà. Em với anh Quân biết nhau từ 10 năm trước. Trong dịp gia đình ảnh khai trương nhà hàng ở Mỹ, em cũng không ngờ ảnh để ý thương em từ đó. Nếu như trước đây khi chưa quen biết anh, có khi em đã gật đầu ưng thuận rồi mà không cần phân vân gì. Bởi vì mọi mặt anh Quân đều rất nổi trội. Gia đình ảnh là một trong những gia đình Việt Nam giàu nhất ở Mỹ. Ba mẹ em và ba mẹ anh Quân cũng là chỗ thân tình. Em đâu có lo lắng gì nữa. Nhưng mà khi em gặp anh, em lỡ dành tình cảm cho anh rồi. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Anh chỉ cho em được không? Nếu như lúc này mà mình từ chối thẳng thừng thì xem như nguồn đầu tư này sẽ bị dụng mất. Nhưng nếu không từ chối thì... Anh Khiêm, em phải làm cái gì bây giờ? Anh chỉ cho em được không? Tiểu Quyên à, nghe anh nói nè, tụi mình mới biết nhau chưa bao lâu, anh chưa hiểu nhiều về em. Và cũng tương tự, anh có nhận tới hư tật xấu nào em cũng chưa nhìn thấy. Nếu bây giờ anh nói thương em, muốn cưới em làm vợ, thì chẳng qua là anh tham lam, muốn giữ lấy em, muốn giữ lấy mối làm ăn với gia đình em, chứ không phải vì thực sự bị thúc đẩy mà muốn thành chồng thành vợ với em. Đó là anh tham lam, là lợi dụng, đòi lối tình yêu thôi. Anh không muốn đối với em như vậy. Anh nói cũng đúng. Vậy nên tụi mình cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau.
trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng mà cô Bích đã hạn chế em phải trả lời trong vòng một tháng trước khi cô lên đường về Mỹ. Quyết định thế nào là ở em. Nếu em thực sự hiểu và tin tưởng người đàn ông đó thì em đừng bỏ qua cơ hội tốt này. Có khi anh không tốt như em nghĩ đâu. Cho dù em quyết định thế nào thì anh cũng sẽ tôn trọng và chúc phúc cho em. Nhưng họ đang diễn một vở kịch tồn. Thôi kệ đi. Nghĩ nhiều làm gì? Tới đâu thì tính tới đó. Mình không thể nào trói chặt đời mình vô đó. Không đáng. Để con vẽ hình mẹ tặng cho mẹ nha. Ừ, con vẽ đi. Rồi mẹ chấm điểm cho con nha. Vậy mẹ cười đi, con bắt chước con vẽ theo. Thì mẹ đang cười nè. Mẹ cười hoài luôn nha. Ừ. Bác ơi. Hả? Bác mỏi vai hả? Ờ. Bác để con mớp cho. Thôi thôi, mỏi tay lắm. Bác không muốn làm phiền con. Bác tự bóp được mà. Có gì đâu mà phiền bác. Để con. Mỗi lần về quê là con hay thường xoa bóp cho mẹ con lắm. Ừ. Mẹ của con thiệt có phước vì đã sinh ra một cô con gái vừa xinh đẹp mà vừa hiếu thảo như con đó. Mà con thấy bác cũng là người có phúc mà. Trong nhà này ai cũng yêu thương bác hết. Ờ. À, bác rất là tự hào vì con trai của bác rất đẹp trai mà lại vừa tài giỏi nữa. Dạ mợ chủ. Dạ, cơm nước tôi xong hết rồi, bây giờ dọn được chưa? Ừ, chị cứ dọn đi. Tôi lên phòng một chút rồi xuống liền. Dạ mợ chủ. Ừ. Thôi con. Dạ. Dọn cơm ăn đi. Dạ. Em vẽ gì vậy? Hả? Em vẽ mẹ đó hả? Ừ, mẹ em đó. Đẹp không chị? Sao chị nhìn thấy giống con dịch của chị quá vậy? Đẹp mà. Thì đẹp. Thôi em vẽ tiếp đi. Chị xuống dọn cơm với dì Tư nha. Dạ. Dì Tư, sao lại phải dọn hai phần vậy dì Tư? Con thấy thức ăn cũng giống nhau mà dì. Bà chủ sao phải ngồi riêng vậy dì? À, con thắc mắc làm gì? Đó là chuyện riêng của gia đình này. Con cứ biết vậy mà làm thôi. Dạ. Dì Tư. Dì con. Dì Tư lớn tuổi rồi, tay chân không có còn khỏe mạnh nữa. Dì Tư phải nhớ cẩn thận đó. Mai mốt có chuyện gì nặng nhọc á thì nhớ gọi con. Dì Tư biết rồi. Còn nếu... Sao? Con không còn ở đây nữa thì dì Tư cũng nên nhờ người khác giúp. Nếu không thì sẽ nguy hiểm lắm á dì. Bộ... Bộ con tính nghỉ làm ở đây sao? Dạ. Chắc không lâu nữa là con sẽ đi khỏi nhà này. Con tính đi đâu? Hay là con đã xin được việc làm ở đâu rồi đúng không? Dạ chưa. Con vẫn chưa xin việc ở đâu hết đó gì. Vậy hay là gia đình con có chuyện gì? Thanh Vân,
gia đình con có chuyện gì khó khăn đúng không? Nếu có gì thì cứ chia sẻ với dì Tư, đừng có để trong lòng một mình nghe con. Dạ con cảm ơn dì Tư. Nhưng thật sự gia đình con không có gì hết á. Mẹ con thì ngày một khỏe hơn nhiều. Dì Tư đừng có lo cho con nha. Vậy thì tại sao con lại nghỉ việc? Tại sao lâu lâu dì Tư lại thấy con buồn bã như vậy? Dì Tư cũng biết rồi mà, ở đời có hợp phải có tan, còn đâu thể nào ở hoài trong nhà này được. Con còn có ước mơ, tương lai của con nữa. Nhưng mà dì Tư à, thật lòng khi rời xa ngôi nhà này, con cũng sẽ rất buồn, rất nhớ. Dì Tư, bác gái, Mỹ Ngọc, con coi giống như là người thân của con rồi. Và cả anh Đăng Duy nữa, cho dù anh không có thiện cảm với con, nhưng mà con cũng sẽ rất nhớ anh. Dì Tư, cho dù con không còn bên cạnh dì Tư, nhưng lúc nào con cũng mong cho dì Tư thật khỏe, thật là vui. Lúc nào con cũng sẽ nhớ dì Tư hết. Dì cũng sẽ nhớ con nhiều lắm. Lúc nào dì cũng mong con hạnh phúc nha con. Nè, đây là thù lao của chị đó. Tôi cảm ơn chị nhiều nha, đã giúp đỡ cho tôi. Hôm qua tôi diễn xuất sắc luôn phải không chị? Cậu Kim đó đâu có nghi ngờ gì đâu phải không? Chị diễn xuất sắc lắm, ra dáng quý bà lắm. Ở đời nhiều chuyện trái ngang vậy đó chị. Tôi thì nghèo rớt mồng tơi, mà ông trời ông cho tôi được cái dáng sang chảnh, cái phong thái như vậy nè. Bởi vậy tôi sống bằng cái nghề diễn viên không đó chị. Tôi toàn là đóng vai mấy bà mẹ giàu sang, cưới vợ cho con. Ta nói nhà gái nào mà thấy tôi bước tới là y như bắt được vàng vậy đó. Cũng nghe nói về chị rất là nhiều. Bởi vậy tôi mới tin tưởng, mới nhờ chị giúp đỡ đó. Nè, chị đừng có hiểu lầm nha. Cháu gái của tôi không phải ế chồng đến mức phải thuê chị làm đòn bẩy đâu. Cũng tại tôi muốn nó có gia đình sớm, thằng đó thì cứ ầu ơ với dầu hoài, cho nên bắt buộc tôi phải dùng cách này để ép nó quyết định cưới cháu gái tôi. Dạ em biết mà, em hiểu mà. Thím ơi. Ơi. Thím. Gì? Trong phòng con có mùi gì hôi quá Thôi thím dọn giùm con nha. Vậy hả? Thôi để đó lát thím dọn cho. Trời ơi, xinh đẹp như cháu Tiểu Quyên đây thì biết bao nhiêu người theo đuổi. Sao rồi cháu, có kết quả chưa? Thôi chị về được rồi, nhớ những gì tụi mình đã cam kết đó nha. Dạ, đó là nguyên tắc nghề nghiệp của tôi mà, chị khỏi phải căng dặn. Thôi tôi về nha, ngày mai nhớ đi tập thể dục đó. Cô về nghe Quyên. Dạ. À, quên nữa, lần sau á chị có cái gì cần á thì alo tôi, có mặt tôi liền hà nghe chị. Biết rồi, thôi chị về đi. Chào chị, tôi về nha. Nhớ đó, mai đi tập thể dục. Con, tối hôm qua con về trễ quá nên thím không có đợi được. Sao rồi, kết quả có như ý con không? Như thế nào, cậu Kim có nói gì với con không? Em nhắc lại lịch trình của anh nha. Đầu giờ chiều họp với lãnh đạo của thành phố, 4 giờ chiều có hẹn họp với các nhà đầu tư nước ngoài, rồi 7 giờ tối có lời mời dùng cơm của vật liệu xây dựng Bắc Thành. Cô từ chối lời mời của Bắc Thành đi. Cho tôi gặp cô giáo hôm trước mà cô giới thiệu. Sao, có khó khăn gì hả? Dạ không, không có gì. Em sẽ đưa cô ấy đến gặp anh ngay tối nay. Ở nhà anh ha. Ừ, nhà của tôi.
Tôi cần đem Mỹ Ngọc và cô ấy gặp nhau. Thử coi hai người có hợp nhau không đã. Em chắc chắn với anh là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cô giáo này đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi, anh có thể yên tâm được rồi đó. Cậu ấy nói như vậy, con cũng chấp nhận sao? Không chấp nhận thì con biết phải làm sao giờ thím. Với lại con thấy ảnh nói cũng đúng mà. Con với ảnh chỉ mới quen biết nhau có bao lâu đâu. Nhưng con cũng biết đó, là thím cố tình dàn dựng vở kịch đó mà. Cũng là vì muốn ép cậu Khiêm nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn cưới con. Con biết là thím đã vì con bỏ rất là nhiều tâm huyết, thì con đã phối hợp ăn ý rồi. Thím, nhưng mà qua chuyện này con lại càng thấy thương và nể anh Khiêm hơn đó thím. Mà tại sao? Thì tại con là con gái của đại gia mà. Ảnh đang rất cần sự hợp tác đầu tư của ba mẹ con và của chú thím nữa. Nhưng ảnh lại không lợi dụng tình cảm của con để đổi đời hay để đạt mục đích nào khác. Người đàn ông tốt bụng khẳng khái như vậy thời buổi này khó kiếm lắm đó thím. Ừ, chú thím dò la được gia cảnh của cậu Khiêm này bình thường thôi, xuất thân là hèn kém, vậy mà cậu ta không nắm bắt cơ hội này, thím nghĩ cũng lạ nha. Thì bởi vậy con mới nói anh Khiêm á là một người rất là tốt, vô cùng tốt đó thím. Thiệt á, không uổng phí bao nhiêu lâu nay con đợi chờ và tìm kiếm. Cuối cùng thì con đã gặp được một người đàn ông tốt nhất hành tinh. Nhưng mà có khi... Con biết rồi thím ơi, con biết á, là thím lo chuyện gì rồi. Thím sợ á, con với anh Khiêm tìm hiểu nhau một thời gian dài rồi anh Khiêm không có tiến tới hôn nhân với con đúng không? Thím lớn tuổi rồi, thím hay lo xa. Nè, con đừng có buồn, đừng có trách thím nha. Thím, con biết là thím thương con mới lo lắng cho con như vậy, sao mà con trách thím được. Thím yên tâm đi. Lần này con có cảm giác là con với anh Khiêm sinh ra là dành cho nhau đó thím. Nghe con nói vậy thím yên lòng rồi. Nhưng mà thím phải nhắc nhở con nha, gì thì gì, đừng để kéo dài lâu quá nha. Dạ con biết rồi. Thôi bây giờ nè, hai thím cháu mình đi xì ba, tuốt lại nhan sắc cho tươi phần xinh đẹp. Dạ. Chị hai, chị hai, chị phải mạnh mẽ lên chứ. Chị em mình đã làm xét nghiệm hết rồi. Nếu kết quả thích hợp thì bé Tiền sẽ có cơ hội ghép tủy.
nhưng mà tỷ lệ tương thích rất thấp. Chị lo lắm em à. Thì bây giờ mình cứ hy vọng, chứ biết sao bây giờ hả chị? Nếu không thích hợp thì sao em? Mà dù có thích hợp, chị biết lấy tiền ở đâu ra để lo cho ca phẫu thuật cấy ghép này? Chị hai, bây giờ chỉ cần chị hoặc là em có thể ghép tủy cho bé tiền, như vậy là tốt rồi. Còn chuyện tiền bạc chị đừng bận tâm, cứ để cho em lo. Em kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Chị hai, chị không muốn gì mẹ con chị mẹ phải làm những chuyện không đàng hoàng. Chị hai, em nói rồi, chị đừng có bận tâm về chuyện đó. Em đã nói là chuyện đó cứ để cho em lo. Sức của chị bây giờ chú tâm lo cho bé tiền là được rồi, không đủ sức lo những chuyện đó nữa đâu. Bây giờ em có cuộc hẹn với khách hàng, em vô thay đồ em tắm cái. Chị vô với bé tiền đi. Chị hai, tối chị hai đừng có nấu cơm nha. Khánh Hà nói là tối Hà nấu đồ ăn với cơm á, cái em qua đó mang về cho chị với bé tiền là được rồi. Chị gửi lời cảm ơn Khánh Hà nha em. Em đi đường nhớ cẩn thận. Dạ chị hai. Mỹ Ngọc, em thấy chị Thu Lại có xinh đẹp không? Có, chị rất xinh đẹp. Chẳng những xinh đẹp, chị Thu Lại còn biết hát, biết múa, biết vẽ tranh nữa. Cái nào chị ấy cũng biết một chút hết. Ở bên chị ấy, chắc chắn em sẽ rất vui. Hồ sơ của cô rất tốt, nhưng mà ở đây tôi không đòi hỏi cao về chuyên môn đâu. Chỉ cần em gái của tôi ở bên cạnh cô cảm thấy vui là được. Nếu cô giúp được cho em gái của tôi tiến bộ về nhiều mặt khác, thì mức lương mà cô yêu cầu dù bao nhiêu tôi cũng sẽ đáp ứng. Tôi rất cảm ơn anh, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chị là Thu Lai, rất vui được làm bạn với em. Em lớn rồi mà còn chơi trò móc méo nữa hả? Anh thấy chưa, con bé nhà quê kia làm sao mà sánh được với giáo viên chuyên nghiệp như vậy. Bắt đầu từ ngày mai á, chị em ta sẽ cùng học và cùng chơi với nhau. Chị sẽ chỉ cho em cách bắt tay với người đối diện và còn nhiều thứ khác nữa. Em có bằng lòng không? Để em suy nghĩ đã. À, nhưng mà chị muốn chơi với em hả? Vậy chị phải chơi chung với chị hai em nữa nha. Chị hai ơi, xuống đi chơi với em nè chị hai. Mỹ Ngọc, em không cần kêu chị hai của em đâu. Cô cứ để Mỹ Ngọc xử lý chuyện này cô xong. Chị hai ơi. Anh lấy giùm em cái túi đi, ở dưới đó. Em nè. Dạ. Lần sau á, em đừng nấu chi cho cực. Trên đường tới bệnh viện, anh ghé vô tiệm mua đồ ăn cho cháu với chị là được rồi. Thức ăn ở tiệm á, làm sao bằng thức ăn ở nhà mình nấu được hả anh? Với lại á, em muốn làm gì đó cho chị Phượng với lại bé Tiền. Em đã làm rất nhiều việc cho gia đình anh rồi, anh không muốn em phải cực đâu. Anh đừng có coi em như người xa lạ. Với lại mấy cái chuyện đau bệnh này đâu có ai muốn đâu.
Xong rồi nè, anh mang vô cho chị chí cháo ăn cho nóng. Có muỗng đũa chứ anh? Anh lấy rồi. Anh đi cẩn thận nha. Ngày mai em sẽ vô thăm bé Tiên. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh đi nha. Anh nghe điện thoại chút. Dạ. Alo. Anh, mấy bữa nay anh Tấn bị làm sao á? Thái độ của ảnh thấy khác quá à. Ủa, chị không biết gì hả? Nghe nói gia đình ảnh gặp chuyện không may. Tôi nghe nói là cháu gái của ảnh đang bị ung thư máu. Trời, tội nghiệp ảnh quá vậy. Số ảnh khổ quá à. Mấy năm trước mẹ ảnh bệnh, một tay ảnh chăm lo. Đến khi mẹ ảnh mất á, ảnh cũng phải đứng ra lo. Giờ còn gặp chuyện này nữa. Ừ, anh Tấn làm việc rất là tốt, thu nhập cũng không ít, nhưng cứ lo cho người thân suốt à. Mà bản thân ảnh không sắm sửa gì được hết. Khổ thân ảnh thiệt á. Đã vậy mà còn dụ khách hàng lớn nữa chứ. Ủa, sao vậy? Nghe đâu á là ảnh hẹn với khách hàng nhưng không tới, rồi khiến người ta giận, tìm tới gặp nhân viên tư vấn khác. Mà lúc mới nghe á thì em cũng thắc mắc lắm. Anh Tấn nào giờ đâu có bê bối trong công việc đâu. Em nghĩ là ảnh bận việc nhà nên quên. Anh Tấn ơi, em biết làm gì mới giúp được cho anh đây? Mỹ Ngọc, chị đã nói với em rồi đúng không? Chị còn phải đi làm nữa, không thể nào tiếp tục ở mãi bên cạnh em được. Em nhìn đi nè, chị Thu Lại đó, chị thiệt là dễ thương, thiệt là xinh đẹp. Lại còn giỏi nữa nghe. Chị Thu Lại sau này sẽ bầu bạn với em. Em không có chịu đâu. Em không cho chị đi làm, chị phải ở nhà với em. Nè, chị sẽ nói cho em nghe một bí mật. Em có muốn nghe không? Bí mật hả? Bí mật đó. Vậy đừng có nói cho ai nghe hết nha. Bí mật á là chị Thu Lại hát rất hay, múa rất là đẹp, và còn kể chuyện hấp dẫn hơn là chị nhiều luôn á. Chị đảm bảo em sẽ rất là thích chị Thu Lại. Nè em, em thích chị Thu Lại. Nhưng mà em thích chị Hai hơn. Em muốn chị với em á cùng chơi với chị Thu Lại. Đồng ý luôn, dễ mà. Vậy thì ba đứa mình sẽ cùng nhau chơi ha. Tới khi nào em quen với chị Thu Lại rồi, tới lúc đó chị mới đi làm ha. Ba chúng ta sẽ chơi chung với nhau bắt đầu từ ngày mai, em chịu không? Ôi, chắc là sẽ vui lắm đây. Đúng rồi. Em Mỹ Ngọc, chịu rồi phải không? Em ghét chị. Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc ơi. Mỹ Ngọc. Tôi xin lỗi. Mỹ Ngọc à, bà dở quá à. Tôi đã cố gắng lắm rồi đó. Mỹ Ngọc nè, em ăn kem đi để nó chảy hết, hết ngon đó. Chị Hai hứa là đừng có bỏ em đi thì em mới chịu ăn. Chị đâu thể hứa với em như vậy được, vì chị không muốn nói gạt em chút nào hết. Nếu chị hứa chắc chắn chị sẽ không
sẽ không có làm được. Em lớn rồi phải hiểu điều đó chứ. Em còn nhỏ, em chưa có lớn mà em cũng không có muốn lớn nữa. Mỹ Ngọc, chuyện này mình nói sau nha. Bây giờ ăn kem cho thật vui vẻ nha. Nha. Vui vẻ, ăn kem thôi. Em ngoan mà, vui đi mà. Nha. Ăn kem là phải vui. Ăn kem là phải vui. Anh ấy quyết định cho mình nghỉ việc rồi nên mới mời người khác tới. Mình thì không thể xúi dục Mỹ Ngọc như là anh Khiêm dặn được. Thanh Vân, cô sao vậy? Tôi không sao hết. Lát nữa về nhà tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. Ăn kem là phải vui. Ăn kem là phải vui lên. Phải vui lên chứ. Ăn kem đi. Phải vui lên mà ăn. Anh muốn nói gì với tôi? Đầu tuần sau cô vô công ty tôi nhận việc đi. Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị hồ sơ. Sau này bổ sung cũng được. Nhưng mà... Cô đừng lo. Tôi đã hứa đảm bảo thu nhập hàng tháng của cô không thua kém ở đây đâu. Còn về vấn đề nhà ở, tạm thời sau giờ làm cô có thể về ở nhà này. Nhà này? Tôi đi làm rồi về lại ở nhà này hả? Ừ. Thì trong thời gian cô chưa tìm được chỗ ở, nơi ở thích hợp thì cứ về đây ở. Đằng nào thì Mỹ Ngọc cũng không thể nào dễ dàng rời xa cô ngay lập tức. Tôi nghĩ cứ tập cho nó quen dần cũng là một cách tốt. Cho dù là vì tôi hay là vì em gái anh, tôi vẫn biết ơn anh. Nhưng mà tôi xin phép được từ chối mọi sự giúp đỡ từ anh. Khi rời khỏi đây, tôi sẽ đàng hoàng nộp đơn vào một công ty nào đó, chứ không dựa dẫm vào bất cứ mối quan hệ nào đó để tiến thân. Khi chấm dứt công việc ở đây, tôi có thể thỉnh thoảng tới thăm mọi người. Nếu được anh cho phép, còn việc ăn ở tại đây, tôi xin từ chối. Tôi đã nói tôi làm tất cả những việc này không phải là giúp đỡ cô, mà là vì em gái của tôi. Cô không hiểu hả? Mỹ Ngọc rất ngoan. Tôi tin là Mỹ Ngọc sẽ nhanh chóng thích nghi với người bạn mới. Mọi việc rồi sẽ bình thường thôi. Anh đừng quá lo lắng. Cô thật là ương bướng. Thời gian qua tôi đã nhận được rất nhiều đãi ngộ từ anh. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Mai mốt tôi đi rồi, không biết còn dịp nào để nói lời cảm ơn với anh hay không. Nên hôm nay anh cho phép tôi nói trước nha. Ba mẹ tôi sinh ra có mình tôi à, không có anh em gì hết. Nhìn thấy tình cảm giữa anh và Mỹ Ngọc, tôi rất là ngưỡng mộ. Tôi ước gì mình có được một người anh trai tốt như anh vậy. Đăng Duy, anh là một người anh trai thật là tuyệt vời. Nhưng giá mà đối với mọi người anh cũng tốt như vậy thì hay biết mấy. Trước khi rời khỏi đây, tôi chân thành khuyên anh điều này. Khi anh làm bất cứ điều gì, hãy nghĩ tới gia đình của mình. Nếu anh làm việc xấu, chắc chắn sẽ có ngày anh phải trả giá.
Mỹ Ngọc sẽ ra sao? Mẹ anh, dì Tư sẽ như thế nào? Anh có từng nghĩ cho họ hay chưa? Hay anh chỉ nghĩ tới những đồng tiền anh có trong hiện tại? Đăng Duy, tôi thật lòng khuyên anh hãy dừng lại. Xin anh hãy vì Mỹ Ngọc mà dừng lại có được không? Cô nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi trả giá cho gì xấu mà mình làm hả? Vì tôi đang làm trong mắt cô là gì xấu hả? Cô có nhìn thấy thành phố chúng ta mỗi ngày mỗi thay da đổi thịt hay không? Những khu ổ chuột, những vùng đồng bưng sình lầy đã dần dần mọc lên những tòa nhà cao tầng, những khu trung tâm thương mại sầm uất. Rồi cô có thấy những căn hộ chung cư khang trang đẹp mắt? Cô có thấy không? Ừ. Đó là những việc mà tôi đã và đang làm. Cô cho là nó xấu xa sao? Tôi phải trả giá cho điều đó sao? Anh thừa biết tôi không nói tới những chuyện đó mà. Vậy cô muốn nói tới chuyện gì? Dưới bầu trời này không có gì là bí mật. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Tôi xin anh hãy nhớ rõ điều đó. Thanh Vân, cô nói vậy là có ý gì chứ? Phụ nữ thật trắc trối, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đánh đố kiểu này thì mình chịu thua. Mình lại mất thêm hai nguồn đầu tư quan trọng nữa sao? Có chuyển tài liệu này tới các phòng ban ngay sáng hôm nay. Dạ. À, khoan đã. Dạ. Hôm trước tôi có nhờ cô sắp xếp một vị trí ở phòng nhân sự, cô đã làm chưa? Dạ, dạ xong rồi. Em cũng đang thắc mắc, anh định đưa ai ngồi vào vị trí đó? Giao lại cho phòng nhân sự tự sắp xếp nhân viên của họ đi. Anh nè, sao anh không để cô Thu lại chính thức nhận việc luôn? Tạm thời mỗi ngày cô ấy tới chơi với Mỹ Ngọc 2 giờ. Phải đợi Mỹ Ngọc thực sự chấp nhận đã. Nhưng mà cô nói cô ấy yên tâm đi, lương tôi vẫn trả đủ. Mỹ Ngọc á, không khác gì một đứa trẻ hết. Bên cạnh Thanh Vân lâu rồi nên quyến luyến không chịu rời xa. Chỉ cần bất Mỹ Ngọc ra khỏi Thanh Vân một vài ngày, có thể mới đầu Mỹ Ngọc sẽ khóc lóc, sẽ hờn dỗi, nhưng sau đó sẽ quên hẳn thôi. Nhất là bên cạnh có người kinh nghiệm như Thu Lài, anh còn lo gì nữa? Cô không hiểu Mỹ Ngọc bằng tôi đâu. Cứ vậy mà làm đi. Dạ, em xin phép. Ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi hả? Không có anh em gì hết. Nhìn thấy tình cảm của anh với Mỹ Ngọc, tôi thật lòng ngưỡng mộ. Nhiều khi tôi ước gì mình cũng có một người anh trai giống như là anh vậy. Anh hiểu là em đang nghĩ gì. Anh cũng biết yêu cầu một cô gái lương thiện như em làm điều đó là hơi nhẫn tâm. Nhưng biết làm sao được, có thành công nào mà không được xây đắp bằng những hy sinh.
ta đổi password sang khóa nhân tay rồi. Em không biết là anh có nghi ngờ gì không nữa. Em cứ thôi ra đi, rồi anh sẽ tìm hiểu sao. Dạ. Đây, tôi vừa nhận được một hợp đồng để quảng bá của công ty Thành Công. Đây là một công ty bất động sản đang có tầm cỡ ở thành phố. Sàn giao dịch và chứng khoán của họ đang tăng lên rất là tốt. Đây, các bạn nên tìm hiểu thêm về công ty bất động sản này, rồi đề xuất kế hoạch PR cho họ. Dạ. Địa bàn mà chúng ta cần PR cho họ là các khu ngoại thành vừa nổi lên, là khu mới phát triển nên sẽ có rất nhiều đối tượng chú ý đến bất động sản. Dạ. Các bạn tự khoanh vùng đi những khu ngoại thành này nè. Xin lỗi mọi người, tôi cũng quan tâm tới bất động sản, mọi người có thể tư vấn giúp tôi được không? Dạ. Dạ được chứ, mời anh. Mời anh ngồi. Cảm ơn anh. Chúng tôi đang bàn tới những khu ngoại thành. Những dự án bất động sản sắp tới sẽ tập trung rất nhiều ở những khu ngoại thành như vậy thế này hả? Dạ, đây, khu này và khu này. Hôm nay là sinh nhật của anh. Em còn nhớ chúng ta đã hẹn gì với nhau không? Thương nhau tìm nhau ánh mắt một thời, tiếng yêu nhẹ như hương gió dịu dàng, đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt bay. Trong tim là bao yêu dấu ngày nào, bóng em dần phai theo những kỷ niệm. Đường đời chia muôn lối, khát khao chờ nhau, giờ nói câu biệt ly. Và từng ngày vẫn nhớ mong em trở về, nụ cười bóng dáng vẫn vương hồn anh. Và em có biết không, đã bao đêm đợi chờ với bao niềm thương nhớ, thương nhớ. Rồi từng ngày em đi mênh mang nỗi buồn, rồi ngày em đi lẻ loi. Sinh nhật của anh, anh muốn em tặng quà gì cho anh? Em đã làm món quà quý giá nhất đời anh rồi, anh không cần quà gì thêm nữa. À, em có một ý tưởng này, anh nghe thử coi anh có đồng ý không nha. Em nói đi. Mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật của anh, tụi mình sẽ cùng nhau đi đến một bãi biển vắng vẻ nào đó, rồi ngồi tựa vào nhau, cùng ngắm sao trời, cùng lắng nghe tiếng sóng biển. Vậy thì tới ngày sinh nhật của em, tụi mình sẽ lên rừng dựng lều. Buổi tối anh sẽ đốt lửa, nướng bắp, nướng khoai, pha cà phê cho hai đứa mình. Và khi bình minh lên, tụi mình sẽ nằm bên nhau, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng thú rừng. Sao anh lại có suy nghĩ giống em quá vậy? Bởi vì chúng ta là hai nửa của nhau mà. Vậy thì mỗi năm cứ đến sinh nhật của tụi mình thì chỉ có hai đứa mình thôi nha anh. Khánh Bân. Khánh Bân. Anh nhớ em nhiều lắm.
Anh nhớ em. Thương nhau tìm nhau ánh mắt một thời, tình yêu nhẹ như hương gió dịu. Hả? Dì Tư, dì Tư. Cái dì gì vậy con? Trời ơi dì Tư, dì Tư để đó cho con. Để đó, để đó. Hả? Dì Tư con ơi, dì Tư, dì Tư làm được mà, đâu có gì đâu con. Mấy chuyện này dì Tư phải kêu con làm chứ. Không, không sao, dì Tư làm được mà. Đưa đây cho dì Tư làm. Dì không có được nói như vậy đâu. Cái chân của dì đau lắm kìa. Ủa? Ủa? Mà chuyện hôm qua con mới lau sạch ở trên này dữ lắm rồi, giờ sao dì Tư lau nữa? Không, bữa nay dì lên dọn dẹp lau cái phòng của Đăng Duy. Tội nghiệp nó, bữa nay sinh nhật của nó mà. Ờ hả? Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của anh Đăng Duy mà. Ủa mà dì Tư, sao con không thấy dì mua hoa hay là trái cây gì hết trơn vậy? Đăng Duy nó cấm. Từ ngày cậu chủ rồi tới Khánh Băng qua đời, Đăng Duy nó dẹp hết những cái tiệc tùng đó. Nó cũng không có cho ai nhắc tới hay chúc mừng gì hết đó con. Ngộ hả? Dì Tư. Hả? Dì Tư ơi, con sắp rời khỏi đây rồi đó. Trước khi đi, con muốn làm một chuyện gì đó để thay cho lời cảm ơn của con dành cho anh Đăng Duy. Sao? Dì Tư, vậy hôm nay dì Tư phá lệ để cho con dọn dẹp phòng anh ấy. Đồng thời, con muốn tạo cho anh ấy một sự bất ngờ. Đi mà dì Tư cho phép con nha. Con chỉ còn ở lại đây một vài ngày nữa thôi à. Nếu như anh Đăng Duy có trách á, thì con sẽ nhận hết trách nhiệm về phần mình. Dì Tư không có lỗi gì hết á. Nha dì Tư. Bộ con tưởng dì sợ trách nhiệm lắm sao? Dì chỉ không muốn là làm cho Đăng Duy buồn thôi. Dì Tư, không lẽ dì Tư đành lòng để cho anh Đăng Duy sống trong tình trạng âm u như vậy hoài sao? Mình phải kéo anh ấy ra khỏi những âm u đó chứ. Dì Tư, dì hãy để cho con thử một lần cái gì. Đi dì, cho con thử một lần đi mà dì. Nha mà dì. Thôi được rồi, tùy con đó. Bữa nay dì Tư để cho con toàn quyền xử lý. Dạ, con cảm ơn dì Tư. Ôi dì ơi dì, cái con nhỏ này thiệt tình. Vậy nha. Được rồi, chị quá đây nè cô. Nè, con cảm ơn dì. Con dọn dẹp trong phòng đi rồi dì Tư xuống bếp nha. Dạ, bye bye dì. Làm như dì đi xa dữ lắm mà bye bye nữa. Bye bye dì. Đăng Duy là cậu phải không? Thắng. Trời ơi. Trời. Lâu quá mới gặp. Bây giờ cậu ra dáng quý ông quá hả? Vậy nước hồi nào sao không thấy liên lạc với tôi vậy? Tôi về hơn năm qua rồi, nhưng mà lu bu quá chưa có gặp bạn bè được. Rồi giờ con gì chưa? Tháng sau tôi cưới, cậu với Khánh Băng nhất định phải tham dự nha. Không phải cậu với Khánh Băng đã cưới rồi sao? Khánh Băng đã mất rồi. Thôi, anh em mình kiếm chỗ nào nói chuyện tiếp nha. Mợ chủ. Bữa nay mợ chủ đi chùa sớm vậy? Hôm nay tôi thấy khỏe trong người, đi sớm một chút coi có giúp được gì thì giúp. Thiệt, công đức của mợ lớn biết chừng nào. Tất cả là vì chồng, là vì con của tôi thôi mà chị Tư. Tôi nghĩ cậu chủ ngày xưa thiệt là không có sai lầm chút nào hết khi chọn mợ làm mẹ của hai anh em Đăng Duy đó. Ủa, Mỹ Ngọc với lại Thanh Vân đâu rồi? Tôi không thấy. Hai chị em nó mới chạy đi mua cái gì đó mợ. Vậy hả? Thôi, tôi đi nghe chị Tư. Dạ. Để anh Sáu anh chờ. Dạ, mợ đi. Chủ, mợ chủ, bữa nay tôi cãi lại lời dặn của Đăng Duy, cũng là vì muốn tốt cho nó. Cậu mợ có linh thiêng
thì ráng phù hộ cho Đăng Duy, cho nó thoát khỏi những nỗi đau. Sao? Con thấy thất vọng vì ta đang ở đây, chứ không phải là con bé Thanh Vân phải không? Khiêm, con phải nhớ, nó chỉ là con chốt mà chúng ta cần. Con không nên để tình cảm chi phối trọng trách, nghe chưa? Thức ăn nấu sẵn, mẹ để trong tủ lạnh. Mỗi sáng, con chịu khó bỏ vô lò vi sóng hâm lại, rồi ăn uống cho đàng hoàng nghe con. Đừng có tham công tiếc việc, rồi ăn uống thất thường, không có tốt cho sức khỏe đâu đó. Con ước gì ngày nào con cũng được như vậy. Sẽ sớm thôi. Sớm thôi con. Đăng Duy, con về rồi hả? Tốt rồi, vô đây con. Chuyện gì chị Tư? Vô đây, lẹ lẹ con. Chị Tư. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Thổi đèn cài. Phải cầu nguyện trước nữa. Anh hai cầu nguyện đi, sinh nhật vui vẻ. Đăng Duy. Ai bày ra trò đây? Là dì Tư. Dì Tư muốn con. Không phải, là tôi đó. Tôi đã năn nỉ dì Tư để tạo bất ngờ cho anh. Anh muốn trách muốn mắng gì á thì cứ trách mắng tôi. Dì Tư không có lỗi gì hết á. Đăng Duy, anh hai. Đăng Duy, Đăng Duy con. Đăng Duy ơi. Đừng mà anh hai. Cút khỏi nhà tôi. Anh không có quyền đuổi gì tôi kiểu đó. Ít nhất anh cũng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị đồ đạc chứ. 10 phút. Cô có 10 phút để chuẩn bị đồ đạc, xong ra khỏi nhà tôi. Đăng Duy con. Đăng Duy ơi. Cút khỏi nhà tôi. Anh không có quyền đuổi gì tôi kiểu đó. Ít nhất anh cũng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị đồ đạc chứ. 10 phút. Cô có 10 phút để chuẩn bị đồ đạc, xong ra khỏi nhà tôi. Đừng mà. Chị hai ơi, em sợ quá. Tự nhiên hôm nay anh hai hùng dữ la quá trời luôn. Nhất là anh hai hết thương em rồi. Không có đâu, chị xin lỗi. Là tại chị hết, chị làm cho anh hai của em giận. Anh hai của em mới làm như vậy, chứ không phải là anh hai hết thương em đâu. Em đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Chị Tư thấy sợ quá con ơi. Trước giờ đây là lần đầu tiên chị thấy Đăng Duy nó nổi giận đến như vậy đó. Mà cũng tại vì Tư hết. Đáng lẽ chị phải nhắc con đừng có mua cúc quả mi. Cúc quả mi? Ừ. Tại sao vậy hả dì? Là dì hôm Khánh băng mất để lại chiếc nhẫn đính hôn trên những cành cúc quả mi. Từ ngày đó tới giờ Đăng Duy nó không cho ai mua cúc quả mi hết. Vậy thì anh càng quá đáng, càng vô lý. Được, nếu như anh muốn con đi thì con sẽ đi. Đừng mà, đừng. Chị hai ơi, chị hai đừng đi. Chị hai.
nhà không có phụ nữ là bê bối lắm. Ta mong mọi chuyện kết thúc sớm để con cưới vợ. Có người lo cho con thì ta mới yên tâm. Dù cho con có lấy vợ, con cũng rất cần có. Alo. Được, tôi sẽ tới liền. Con bận việc thì cứ đi đi. Ta dọn dẹp xong sẽ đi sau. Con không cần phải lo. Con đi nha mẹ. Ừ. Con đi. Ừ. Đi đi. Ngọc, em ngoan, ngoan đừng có khóc, chị thương mà. Chị hai hứa là chị hai đừng đi thì em mới không khóc. Đưa đồ đây, đưa đồ đây. Mỹ Ngọc à, chị không thể không đi, em thấy rồi đó. Tuy là chị không muốn đi như vậy chút nào hết. Mỹ Ngọc, em nghe lời chị, em đừng có khóc nữa. Em lớn rồi, người lớn thì phải mạnh mẽ lên, nhớ chưa? Em không lớn, em còn nhỏ, nhỏ xíu à. Em cần chị. Mỹ Ngọc chị à. Chị đưa đồ đây em Mỹ có. Mỹ Ngọc, ngoan đi con. Em năn nỉ chị đó. Mỹ Ngọc, em mà cứ như vậy hoài là chị hai đi luôn đó. Chị không bao giờ quay lại thăm em nữa. Em có chịu không? Em ngoan nghe lời chị. Rồi vài bữa nữa chị sẽ ghé thăm em. Chị hai đừng đi. Đây là lương của cô. Cô chính thức bị đuổi việc. Anh đuổi thì tôi sẽ đi. Trước sau gì tôi cũng đi mà. Đi sớm hơn một chút có sao đâu. Nhưng mà trước khi đi, tôi có mấy điều cần phải nói với anh. Tôi không muốn nghe. Không muốn nghe anh cũng phải nghe. Chưa nói hết mấy điều này, tôi nhất định không bước chân ra khỏi nhà. Được, nói đi. Trước hết tôi xin lỗi vì đã tự bày vẽ để tổ chức buổi tiệc cho anh. Anh mắng tôi, chửi tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà là không có gì sai hết. Tôi hoàn toàn không có trách anh vì điều đó. Tuy nhiên anh không nên vô duyên vô cớ mà phá hỏng buổi tiệc sinh nhật của anh. Đáng lẽ ra anh phải ghi nhớ cái ngày này, cái ngày mà mẹ anh phải banh da xẻ thịt để anh được chào đời. Đáng lẽ ra anh phải nói lời cảm ơn mẹ anh vào ngày này mới phải. Từ khi biết những chuyện không may xảy ra với anh, tôi thật lòng rất là xót xa. Nhưng đã là con người sống trên cuộc đời này thì có mấy ai mà không trải qua những đau thương mất mát chứ. Anh là đàn ông, là trụ cột của gia đình, là lãnh đạo của một công ty, một tập đoàn hùng mạnh như vậy. Tại sao anh lại yếu đuối? À, không, phải gọi là hèn nhát thì đúng hơn. Anh không dám đối diện, anh không dám chấp nhận sự thật. Cô nói cái gì? Tôi yếu đuối, tôi hèn nhát hả? Phải, anh hèn nhát, anh không dám chấp nhận sự thật. Anh cứ né tránh như vậy thì sẽ được cái gì? Người mất thì cũng đã mất rồi mà. Anh có làm như vậy người ta cũng có sống lại được đâu. Sao anh không chọn một cách sống vui vẻ? Sao anh không tạo một bầu không khí ấm áp trong cái nhà này, để người sống cũng được thoải mái mà người chết cũng được an lòng? Cúc họa mi là một loài hoa rất đẹp, rất dễ thương. Mắt mới định ghét bỏ nó. Tại sao vì cái chết của một người mà nó trở thành kẻ thù của anh? Những người trong nhà này không có ai có lỗi vì cái chết của chị Khánh Băng hết. Tại sao anh bắt họ phải chịu đựng những điều vô lý từ anh chứ?
Cô có thôi đi không hả? Là người đàn ông yếu kém như vậy, cho dù anh có thành công trong sự nghiệp của mình, nhưng anh sẽ mãi mãi sẽ là người thất bại trong ứng xử. Mãi mãi sẽ không bao giờ có được một gia đình hạnh phúc. Mãi mãi sẽ cô đơn. Mau cút khỏi nhà tôi. Nhanh. Đây là tiền lương của tôi đúng không? Mau cầm lấy rồi cút khỏi nhà tôi. Thời gian qua anh trả lương cho tôi rất hậu hĩnh. Tháng này tôi cũng chỉ làm có mấy ngày, tôi không cần trả lương. Nhưng giờ anh làm tôi hoảng sợ, làm hư buổi tiệc tôi cất công bày biện cho anh, cho nên tôi sẽ lấy số tiền này coi như đền bù. Đừng có bỏ em mà chị hai. Không có khóc nữa. Thôi thôi mà Miễn Ngọc. Ngày mai anh kêu chị thu lại thì ở với em. Đừng có khóc. Em không cần chị thu lại. Em chỉ cần chị hai thôi. Chị hai, chị hai. Miễn Ngọc. Em ghét anh hai. Em ghét anh hai lắm. Miễn Ngọc. Anh hai đổ chị hai đây rồi. Chị Tư. Miễn Ngọc ơi, con đi. Ghét anh hai lắm. Ghét anh hai lắm. Anh tưởng là tôi muốn sống trong nhà của anh lắm hay sao? Không có tôi thì cái nhà đó chẳng khác gì cái nhà mồ hết á. Ai mà thèm ở chứ. Tôi cũng vì việc lớn phải hy sinh mà ở đó thôi. Anh đuổi tôi hả? Tôi còn cảm ơn anh nữa đó. Bây giờ tôi về cạnh người tôi yêu, không phải là tốt hơn phải nhìn cái gương mặt đáng ghét của anh hay sao chứ? Tại sao lại có kẻ tàn nhẫn như vậy? Bỡn cợt trước nỗi đau của người khác chứ. Sao anh lại cho mình cái quyền la mắng xua đuổi người khác khi họ có lòng tốt với mình như vậy? Em cũng biết loài hoa này là kỷ niệm của hai đứa mình. Anh không cho phép ai dùng nó để khơi dậy nỗi đau trong lòng anh. Sao anh không tự hỏi tại sao cô ta lại biết anh và em đều thích loài hoa này để tặng anh trong ngày sinh nhật? Ngoài tụi mình ra thì có thể là ai khác. Anh ơi, nhìn thấy có người thay em lo lắng cho anh trong ngày sinh nhật như vậy, em rất vui. Hãy nhận đi anh. Hay, công nhận cậu Khiêm có duyên ghê ha. Công nhận Khiêm đó nha, thật là biết hài hước. Sau này gia đình của con chắc là tràn đầy tiếng cười à. Chẳng bù cho con không biết đùa giỡn là gì hả chú thím? Phải, vợ chồng mà phải bù đắp cho nhau chứ con. Mà càng nhìn nha, thím thấy hai đứa có nét phu thê lắm á. Đúng rồi đó. Ta nói ai á, thời gian vừa rồi đốc thúc Tiểu Uyên phải lấy con của cái chị gì à, chị Bích. Ai vậy ta? Thôi. Thì tại vì tôi muốn cháu gái của mình yên bề gia thất, để cho ba mẹ nó yên lòng. Thì tôi cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ nè,
Tôi thấy tình cảm của hai đứa nó quyến luyến khắng khít vậy, ai nỡ chia cách phải không? Chứ làm sao. Nè, tôi nói cho bà biết nghe, hai đứa nó đã thương nhau rồi, liệu bà có chia cắt nổi không? Kim nè. Dạ. À, cô muốn hỏi con điều này. Dạ, có chuyện gì cô cứ hỏi đi ạ. Sao lại không nghe máy? Anh ơi, bắt máy đi mà. Em đang cần anh lắm. Anh mà để em một mình lúc này là em tủi thân lắm nữa. Lúc nào mình cần tới anh cũng không liên lạc được hết. Chán thiệt chứ. Mỹ Ngọc đã nín khóc chưa nữa. Không biết tối nay Mỹ Ngọc có chịu ngủ hay không. Nhảy chân xóa lên đi nè. Em cẩn thận đó. Chị hai ơi, vui quá. À nè, chị dặn em nè, mỗi khi đi qua đường phải ngó trước ngó sau nghe chưa. Khi nào hết hẳn xe thì mới được đi qua. Với lại, mỗi khi mà anh muốn qua lộ á, thì em hãy coi chỗ nào có cái vạch như vậy nè, thì mới được đi qua đường nghe chưa. Rồi sau đó nhìn qua nhìn lại, khi nào thấy hết hẳn xe thì mới được đi qua. Nếu không á, thì nguy hiểm lắm. Còn xe á, là nhất định không được đi qua, em nhớ chưa? Nhớ là phải đi trên cái đường vạch trắng này thôi nha. Em biết rồi. Nhưng mà em đâu có đi một mình đâu chị dặn em chi. Em lúc nào cũng đi với chị mà. Đúng rồi, em không có được ra đường một mình. Nhưng mà nếu cho dù em có đi với ai thì cũng phải nhớ lời chị dặn đó. Em biết rồi, nhưng mà đi với chị thì em mới đi ra đường. Còn không em không có đi đâu. Ê nè, Mỹ Ngọc. Nắng nè em. Đó, qua đó ngồi đi. Ngồi đây nè, nghỉ mệt cho đỡ mỏi chân. Nữa nè, chị dặn em nè, tối ngủ là phải tháo hết tóc ra nghe chưa. Tháo tóc cho tóc thở. Tóc thở được á thì tóc mới mau dài, mau lớn, mới đẹp được. Chị dặn em chi vậy? Tối nào chị cũng là người tháo cọng thun này ra cho em mà. Chị dặn chi mất công? Thì chị phải dặn chứ. Lỡ như sau này chị không còn ở bên cạnh em nữa thì sao? Thì em phải làm, đúng không? Chị mà nói là chị bỏ em nữa là em giận luôn á, là em khóc hoài luôn. Em bỏ ăn, em hổng ngủ. Mà người ta nói nha, vừa khóc nhiều, vừa hổng ngủ, vừa bỏ ăn là mau chết sớm lắm á. Cái con bé này không có được nói như vậy, xui lắm. Vậy chị đừng có bỏ em nha. Em. Trời mát ha. Mát quá trời mát luôn. Còn được ôm chị nữa. Mỹ Ngọc ơi, chị xin lỗi em. Thiệt lòng chị không muốn rời xa em đột ngột như vậy đâu. Em đừng nhớ chị, đừng thèm thương chị nữa nha.
hay là mình quay lại thăm Trần. Nếu Mỹ Ngọc khóc quá, mình sẽ an ủi Mỹ Ngọc vài câu. Mình sẽ gạt em ấy là mình về quê thăm mẹ. Có khi nó sẽ không khóc nữa. Mau cút khỏi nhà tôi! Không được, không được. Nếu mà mình quay lại, có khi anh ta không hiểu được ý tốt của mình, mà còn cho là mình tới khiến Mi Ngọc không dứt khoát với mình. Anh lại cho là mình muốn ở lại đó. Không được, không được, không được. Em tha lỗi cho chị nha. Chị không thể làm gì cho em được nữa rồi. Tất cả là tại ông anh độc ác của em á. Đồ độc ác, đồ xấu xa. Từ hôm nay tôi không ở chung nhà với anh nữa, tôi ăn mừng mới phải á. Ơi ơi, nhưng mà hôm qua em thấy vậy nè, cái chân chị hai thì vậy nè. Xong rồi anh hai bồng chị hai về phòng. Em thiệt là may mắn đó nha, được chồng cưng quá trời. Vừa nghe nói em bệnh là gọi điện tới bệnh viện dặn dò đủ thứ hết trơn. Cấp tốc bay từ Đà Lạt về cả đêm cứ ngồi bên em. Mình nhớ làm chi mấy chuyện tào lao đó chứ. Mình điên thiệt rồi, mình điên rồi. Thiệt là điên rồi mới khóc như vậy nữa. Phải rồi, mình khóc là vì mình thương Mỹ Ngọc, là mình thương dì Tư. Vì mình đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt với mọi người. Còn bác gái nữa chứ, mình thiệt là có lỗi gì đi mà không chào mọi người tiếng nào hết. Mình chỉ khóc là vì vậy thôi mà, chứ ai thèm khóc vì cái kẻ máu lạnh vô tình đó chứ. Đi đâu làm gì, có cần phải báo cáo với cô không? Anh... ai mà thèm. Thiệt chứ, đi đâu cũng không thoát. Mệt thiệt chứ. Nè, anh làm gì vậy? Cô định đi đâu? Đi đâu là chuyện của tôi, anh cần biết làm gì? Đương nhiên là tôi phải cần biết. Nếu lỡ cô bị chết trong đêm nay, không phải tôi là người sẽ bị liên lụy sao? Anh khỏi phải trù ẻo nha. Thầy bói nói tôi sống dai lắm á, không dễ chết như anh mong muốn vậy đâu. Cô mà cũng tin là thầy bói nữa hả? Nè, cô có biết giờ này là mấy giờ chưa? Mười một giờ.
anh lấy đồ tôi làm gì vậy? Đây là đồ cá nhân của tôi, anh trả lại cho tôi đi chứ. Anh nghi ngờ tôi lấy trộm thứ gì ở nhà anh hả? Cô nhóc này luôn nghĩ xấu về mình sao? Được. Đó, anh kiểm đi. Anh kiểm luôn đồ trong đây luôn đi nè. Nè, cô làm gì vậy? Không phải anh nghi ngờ tôi lấy cắp đồ đạc nhà anh hả? Tôi mở ra cho anh kiểm tra. Tôi nghi ngờ cô khi nào? Tại sao tự nhiên cô lại nghĩ ra chuyện đó vậy? Nếu anh không nghi ngờ tôi, bắt về lấy đồ đạc của tôi đi. Tôi không thể để cô ở đây một mình được. Cô nhìn đi, xung quanh đây vắng tanh như vậy, lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao? Anh mặc kệ tôi đi, anh đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Chính anh đuổi tôi ra khỏi nhà, giờ còn chạy tới làm bộ làm tịch. Anh mặc xác tôi, anh đi về đi. Tôi xin lỗi, giờ theo tôi trở về nhà được không? Anh vừa mới nói gì? Tôi nói là tôi xin lỗi, là lỗi ở tôi, do tôi quá hồ đồ, quá nóng nảy. Cô đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi có được không? Tôi thật lòng xin lỗi đó. Quay về nhà với tôi được chưa vậy? Anh tưởng tôi là ai? Anh tưởng tôi là ai mà anh đuổi tôi đi lúc nào là đuổi, kêu tôi về lúc nào lại về? Xin lỗi anh, bây giờ tôi không phải là người làm thuê trong nhà anh nữa. Giữa tụi mình không có mối liên hệ nào hết á. Anh đừng có làm phiền tôi. Nè, tôi thật lòng xin lỗi. Cô nhất định không tha thứ cho tôi hả? Không, tôi nhỏ mọn lắm, tôi cũng thù dai nữa. Anh xúc phạm tôi như vậy không có dễ gì bỏ qua đâu. Bây giờ đã trễ lắm rồi, cô đi đâu cũng không có tiện. Thôi thì cứ quay về nhà tôi, rồi sáng mai tụi mình nói chuyện rõ ràng, được không? Không cần, tôi không có chuyện gì cần phải nói với anh hết á. Nè, thôi được, đi mà. Khoan. Cái gì? Thôi được, cô đã khăng khăng như vậy rồi thì tôi cũng không cản. Muốn đi phải không? Tôi nói cho cô biết một tin này nè. Gần đây khu này nè mới xảy ra một vụ giết người hãm hiếp. Cô ngay tại chỗ này nè. Quay về nha, tạm gác lại chuyện hôm nay. Sáng ngày mai tôi với cô sẽ nói chuyện đàng hoàng. Tôi muốn tốt cho cô đó. Thiệt là tôi về ngủ một đêm, sáng mai tôi sẽ chào tạm biệt Mỹ Ngọc, dì Tư, bác gái, rồi tôi sẽ đi đó. Bỏ anh đi như vậy cũng không hay lắm, dù sao cũng phải chào tạm biệt mọi người một cái rồi mới đi được. Cô nghĩ vậy đúng lắm. Bây giờ đi ha. Nè, nhanh lên đi. Nè, để cho tôi kéo, của tôi mà. Để tôi kéo cho. Anh vừa phải thôi. Anh vô duy vừa phải thôi chứ, đồ của tôi mà. Nè, cô hỏi điều này con phải trả lời thiệt lòng. Dạ. Nếu như con cảm thấy ngại thì thôi, cô sẽ không hỏi nữa. Dạ, không có gì đâu à, cô cứ hỏi đi. Con có biết gia cảnh thật sự của Tiểu Nguyên là như thế nào không? Dạ, con có nghe nói ba mẹ cô Tiểu Quyên thuộc hàng đại gia thứ thiệt ở bên Mỹ. Có đúng như vậy không cô? Thiệt là trên đời này không có gì bí mật hả ông? Đúng vậy đó con.
Ba mẹ của Tiểu Quyên á, chỉ có một mình Tiểu Quyên thôi. Cho nên gia sản của vợ chồng anh ấy đương nhiên á, là phải thuộc về Tiểu Quyên. Thím, sao thím đem mấy chuyện này nói với anh Kim làm gì? Ừ, con cứ để cho thím nói chuyện. Tiểu Quyên á, không phải là đứa xấu xí tật nguyền, con cũng biết mà phải không? Dạ. Chắc con cũng thừa biết, chỉ cần Tiểu Quyên gật đầu một cái thì đàn ông con trai cỡ nào cũng xếp hàng đến hết á. Nhưng mà khổ là Tiểu Quyên nó lại đem lòng thương con. Ba mẹ Tiểu Quyên với cô chú không hề phân biệt, chỉ cần Tiểu Quyên á, ưng ai á, là gia đình ủng hộ hết. Cô muốn biết tại sao con không bằng lòng tiến tới với Tiểu Quyên? Cả hai đứa đều không còn nhỏ nữa mà, bây giờ lập gia đình có khi cũng còn trễ rồi đó. Hay là con có người khác? Dạ, con rất cảm ơn cô chú và Tiểu Quyên đã dành cho con những tình cảm đặc biệt. Con không giấu là con rất quý mến Tiểu Quyên, nhưng kia đó chưa thể nào gọi là tình yêu được. Đâu phải cái cuộc hôn nhân nào cũng bắt đầu từ tình yêu đâu con. Cô chú hồi xưa cũng vậy, giờ cũng yêu nhau bình thường thôi mà. Dạ con biết, nhưng trường hợp của con và Tiểu Quyên thì lại khác. Con không muốn sau này Tiểu Quyên phải khổ vì thất vọng. Con không nghĩ chuyện Tiểu Quyên bị tác động của gia đình mà lấy người khác sao? Nếu chuyện đó xảy ra thì chắc con và Tiểu Quyên không đủ duyên phận. Duyên phận á, đôi khi phải do mình giành lấy đó con. Đúng rồi. Về việc hợp tác làm ăn giữa cô chú với tập đoàn Thành Công, thành hay bại có khi là do quyết định của con nữa đó. Phải đó. Con và tập đoàn Thành Công rất coi trọng vụ làm ăn này. Nếu thất bại, chắc chắn uy tín của con trong công ty cũng bị giảm sút khá nhiều. Nhưng con không thể nào lợi dụng Tiểu Quyên được. Mong cô chú hãy thông cảm cho con. Dạ, cũng trễ rồi, con xin phép cô chú. Thôi em vô nhà đi. Không, em muốn đứng đây để nhìn anh đi à. Em cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Thì những gì anh đã nói với chú thím em. Vậy mình cứ tưởng sẽ làm cho chú thím của em thất vọng chứ. Làm gì có. Chú thím của em càng ngưỡng mộ anh hơn, càng thấy lựa chọn của em là sáng suốt. Thật sao? Thiệt. Em nói thiệt nha. Nếu như anh vừa nghe tới gia sản nhà em, hoặc là vừa nghe lời dọa dẫm của chú thím em mà anh hấp tấp gật đầu, là anh sẽ bị mất điểm liền đó. Tạm biệt anh. Bye bye. Con thưa bác, con mới về. Chị hai ơi, chị về rồi em mừng quá. Chị hai hứa với em là đừng có bỏ em đi đâu nữa hết nha. Chị hai
em có bỏ em. Chị hai thương em lắm, chị không có bỏ em được đâu. Thôi thôi, trễ lắm rồi. Mấy đứa lên phòng ngủ đi. Có gì thì sáng mai nói tiếp. Phải đó con, con đưa Mỹ Ngọc lên phòng đi. Rồi đồ đạc để cho dì Tư, dì Tư đem lên cho. Dạ đây con. Dạ. Đây đây, mình đi lên phòng chị. Ôi chết rồi. Gì vậy con? Chuyện gì vậy con? Dạ, tôi chết rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi để quên điện thoại ở trên ghế đá rồi. Em lên phòng trước, chị ra đó để lấy điện thoại rồi về với em liền nha. Không 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 không, chị gạt em, chị bỏ em nữa hả? Không chị chịu không có đâu. Không có không có, ngoan ngoan nghe lời chị đi. Chị đi lấy điện thoại rồi chị về liền hả? Chị không có bỏ em được đâu, chị đi nhanh lắm nha. Vậy em cũng đi lấy điện thoại theo chị luôn, để chị đừng có bỏ em nữa. Nhưng Vân giận mình hay là đã xảy ra chuyện gì? Lại đây em. Ở đâu vậy chị? Ở đâu vậy? Vẫn còn em ơi. Ê, vẫn còn, vẫn còn. Anh hai ơi. Ôi trời ơi, anh Kim gọi quá trời luôn. Điện thoại đó vẫn còn, không có bị mất anh hai ơi. Mừng quá à. Điện thoại đó ai thèm lấy mà mất. Chị hai là người tốt nên là không có ai lấy đồ của chị hai hết đó. Người tốt cho nên mới được thương đúng không? Đúng rồi, người ta thương chị giống như là em thương chị vậy đó. Chị cũng thương em nữa. Rồi đi về được chưa? Thôi 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 thôi, ngồi xuống ngồi xuống. Không có đi về đâu, không có đi về đâu. Lần đầu tiên anh hai chị hai mới dẫn em ra đường giờ này nên không có về sớm vậy. Phải ở lại chơi, ở lại chơi. Anh hai ngồi xuống, ngồi xuống. Mai mốt anh hai với chị hai dẫn em đi chơi giờ này nữa nha. Không có được. Được mà, mai mốt á, anh hai với chị hai dẫn em ra đây chơi giờ này nha. Mát dễ sợ mát luôn á. Dạ. Anh nói không được, hôm nay là ngoại lệ. Bữa khác á, em phải ngủ sớm. Nhưng mà lâu lâu ngủ trễ một bữa cũng có sao đâu. Đúng không anh hai? Đúng không chị hai? Quá là đúng luôn á. Chị nghĩ là mình phải thức tới sáng một bữa thì nó mới phê. Đúng rồi, thức tới sáng luôn mới phê. Phê cái gì mà phê? Nè, cô dạy em tôi kiểu gì vậy hả? Chứ làm sao, sống là phải tự do, lúc nào cũng phải đóng khung trong khuôn khổ, mệt mỏi, chán chết đi được. Chán chết đi được. Bởi vậy em thích chị hai nhất. Chị hai cũng thích em nhất. Thôi được rồi, bây giờ đi về ngủ đi, trễ lắm rồi. Rồi bữa khác anh hai dẫn Mỹ Ngọc đi chơi giống vậy được không? Thôi ngủ rồi nè anh hai. Chị hai ngáy đi, ngáy đi. Đó anh hai ơi, ngủ ngáy rồi. Bây giờ hai chị em ôm ngủ luôn nha. Anh hai đi về đó. Hả? Anh hai đi đâu? Anh hai đi về, anh hai khóa cửa khỏi về luôn nha. Thôi thôi thôi, vậy mình đi về chị ơi. Đi, anh hai khóa cửa bỏ mình á. Ở đây lạnh, tối lạnh lắm. Đi về. Được rồi, từ từ thôi. Đi về, chứ không thôi bị khóa cửa. Khóa cửa thì mình ngủ ở ngoài luôn. Một gia đình đi về.
ngủ trễ một bữa cũng có sao đâu. Đúng không anh hai? Đúng không chị hai? Quá là đúng luôn á. Chị nghĩ là mình phải thức tới sáng một bữa thì nó mới phê. Đúng rồi, thức tới sáng luôn mới phê, mới phê. Muốn thành công, bắt buộc phải hy sinh. Kết quả càng to lớn thì sự hy sinh không thể nhỏ. Con nên nhớ điều đó. Không phải mình luôn căng dặn Thanh Vân phải tạo cho được lòng tin ở anh ta, phải thân thiết với anh ta hay sao? Vậy thì mình phải vui khi nhìn thấy Thanh Vân tiến gần tới đích chứ. Nè, cô dạy em tôi kiểu gì vậy hả? Chứ làm sao? Sống là phải tự do. Lúc nào cũng phải đóng khung trong khuôn khổ. Mệt mỏi, chán chết đi được. Chán chết đi được. Thanh Vân không bao giờ thay lòng đổi dạ. Mình không việc gì phải lo. Không việc gì phải lo hết. Tôi nói là tôi xin lỗi. Là lỗi ở tôi. Do tôi quá hồ đồ, quá nóng nảy. Cô đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi có được không? Phải nói dối em. Em đừng giận chị nha. Cô ăn xong rồi, cô đi làm nha mẹ. Ừ, chạy xe cẩn thận nha con. Dạ. Khoan đã. Tôi muốn nói chuyện với cả nhà. Vậy thì tối qua có được không? Cô ra ngoài nói chuyện với tôi đi. Em đi chung. Em ngồi đó ăn cho hết bữa đi. Anh có chuyện cần trao đổi riêng với chị hai em. Không được, không được đâu. Em sợ là chị hai bỏ em đi nữa đó anh hai. Không đâu, anh hai hứa với em đó. Với lại chị hai đâu có đem theo đồ đạc đâu mà em sợ. Phải rồi, chị ra ngoài đó ngồi nói chuyện với anh hai của em một chút rồi vô thôi à. Chị đâu có mang theo đồ đâu mà em sợ chị đi. Vậy chị đi ra ngoài đó nói chuyện với anh hai một chút xíu rồi chị vô liền với em nha. Ừ. Anh hai nhớ giữ chị hai cho kỹ. Coi chừng chỉ lọt xuống hồ á. Anh hai biết rồi. Đi. Đi.